Hai, xin chào mọi người. Trưa nay thì mình có hai cái cuốn sách âm thanh. Một cuốn là song ngữ Anh Việt, học những cái từ vựng cơ bản. Và cuốn này cũng song ngữ, nhưng mà nó là gồm 20 chuyện cổ tích, tức là cái chuyện dài. Và đặc biệt thì cái âm thanh cuốn này mình nghe rất là hay, kể tiếng Anh và kể cả tiếng Việt. Ở bên đây là tiếng Việt, mọi người thấy ở trong đây nó có một bức tranh và có rất là nhiều trang sách. Ở bên đây là cái menu để cho chúng ta chọn. Và bây giờ mình sẽ mở lên nha. Bạn nhỏ, mời bạn nghe chuyện cổ tích nhé. Và khi chúng ta bật qua đây âm thì âm lượng ở mức lớn nhất rồi. Âm lượng nó sẽ lớn hơn. Mình để chính giữa thôi. Mời bạn nghe chuyện cổ tích nhé. Và mình sẽ cho mọi người nghe thử cái tiếng Việt trước. Đây, tiếng Việt. Ví dụ nha, chuyện đầu tiên. Truyền thuyết thánh gióng. Vào đời Hùng Vương thứ 6, có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng sống một thân một mình. Một hôm, trên đường ra ruộng, bà nhìn thấy một vết chân rất lớn, liền đặt chân mình vào uống thử. Không ngờ về nhà, bà thụ thai. Sau 12 tháng, bà sinh được một cậu con trai rất khôi ngô và đặt tên là Gióng. Lạ thay, đứa trẻ lên ba vẫn chưa biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Ngày ấy, Giả Ân kéo vào tạm rừng. Đó, mọi người nghe thử cái giọng đọc, rất là truyền cảm phải không ạ? Mình sẽ chọn qua tiếng Anh, đặc biệt thì cái này nó đọc tiếng Anh, mình nghe phát âm khá là chuẩn. Truyền thuyết thánh đây, giọng. Đây này, tiếng Anh. Tiếng Anh. Đó, chọn qua phần tiếng Anh và mình nghe thử nha. Legend of Saint Song. During the reign of Emperor Hongwen the Sixth, there was an old woman who lived alone. One day, she saw a large footprint while walking to the field. She put her foot in the footprint to compare. Surprisingly, she discovered that she was pregnant right after. Not until 12 months later that she gave birth to a handsome boy named Lam Dung. Cái đọc tiếng Anh nó khác với những cái cuốn sách âm thanh mà mình đã từng ở trên tai. Nó nghe rất là máy móc. Và cái này thì họ thu âm sẵn, cho nên là mọi người nghe mọi người sẽ thấy nó rất là tự nhiên. Leaving two brothers living together. Although the age siblings, they had opposite personalities. Rất là nhiều chuyện trong đây. The elder brother was greedy and selfish. On the contrary, the younger brother was good-natured and plain. Having lived together for some time after their parents died, the elder brother got married, and a few years later, the younger brother also. The invisible cloak. The magic jar. Once upon a time, there were two brothers. The elder brother was a rich businessman. The younger brother worked as a woodcutter, so he only had enough to eat through. Tiếng Việt. Góc kiệt trời. Cách đây từ lâu lắm rồi. Không rõ là tháng nào, năm nào. Dưới trần gian có một đợt hạn hán kéo dài. Sông hồ tạm dừng. Và cái này mọi người khi mà để 5 phút thì tự động cái máy nó sẽ tắt. Nó sử dụng 3 cục pin. Rất là tiện. Đây. 3 cục pin 3A, mọi người gắn vào là có thể cho các bé chơi mỗi buổi tối. Đấy. Và bây giờ mình sẽ đến cuốn thứ hai. Cuốn này thì nó mỏng hơn, rẻ tiền hơn cái cuốn đầu tiên. Và chúng ta bấm nút nguồn. Chào mừng bạn, hãy thử nhấn nút nhé. Nó cũng có song ngữ Anh Việt. Bây giờ mình sẽ chọn một cái trang, ví dụ như trang thứ hai, mình phải bấm ở đây trước. Đó, ví dụ như mình bấm cái kéo. Ca, cái kéo. O, con ong. Đó. Ví dụ như mình lật qua một cái trang khác đi. Đây, mình phải bấm. Và chúng ta khi chúng ta bấm ở đây, chúng ta sẽ chọn tiếng Anh. Tiếng Anh. Grandfather. Younger brother. Cái phát âm của cuốn này nó không bằng cuốn đầu tiên, nhưng mà mình thấy
vẫn được. Elder brother. Đối với các bé thì có thể tận dụng để dạy cho các bé những cái từ vựng cơ bản. Quả dứa, quả cam. Đây. Tiếng Anh, pineapple, mango. Đó, nó có những cái hình ảnh rất là đẹp để cho bố mẹ có thể dạy cho bé nhận diện về màu sắc và cái những cái sự vật xung quanh. Đó, về ông bà, về những cái món đồ dùng xung quanh. Rất là dễ. Ở đây thì chỉnh lớn nhỏ. Chú thỏ tham ăn. À, ở đây là một cái câu chuyện. Có một chú thỏ lúc nào cũng cảm nhưng mà nó không có nội dung. Chú thỏ được gọi là thỏ tham ăn. Lúc nào cũng ăn nhiều, ngủ nhiều. Lúc nào cũng ăn và ăn. Đó, mọi người thấy không ạ? Đêm, nhưng chưa bao giờ chú thỏa mãn với những gì mình ăn. Một ngày nọ, ở đây thì là tất cả thấy bản nhạc. Tạm biệt bạn nhỏ. Hôm nay lần sau học tiếp nhé. Cuốn này thì nó cũng khá là thú vị và giá thì nó rẻ hơn. Tóm lại với hai cái cuốn sách này thì tùy theo nhu cầu mà bố mẹ có thể mua cho cháu, thậm chí là có thể mua luôn hai cuốn, một cuốn học từ vựng và một cuốn học về cái để cho cháu nghe chuyện cổ tích mỗi đêm. Nó rất là vui với những ông bố bà mẹ mà không có khả năng kể chuyện cho hay như mình thì cái cuốn này rất là cần thiết. Link sản phẩm thì mình sẽ để trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo.